Đội tuyển Việt Nam hiện tại không nhận được quá nhiều sự quan tâm của khán giả sau chuỗi thành tích không tốt tại FIFA Day tháng 10. Việc mở bán vé trận đấu trên sân nhà tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 vào ngày 21 tháng 11 đối thủ là Iraq cũng không thu hút đông đảo khán giả. Một bộ phận khán giả có thể sẽ chờ kết quả trận đấu với Philippines vào ngày 16 tháng 11 để quyết định đến sân. Ngoài ra, huấn luyện viên Chu Xie cũng đang đối mặt với phản biện từ giới chuyên môn và khán giả xoay quanh chiến thuật và nhân sự của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, mỗi huấn luyện viên có cách tiếp cận và ứng xử khác nhau trong tình huống này. Huấn luyện viên Park Hang-seo, tiền nhiệm của Chu Xie, cũng đã trải qua những áp lực tương tự và thường thể hiện thành tích chuyên môn để đối phó. Trước những thử thách đầu tiên của vòng loại World Cup 2026, Chu Xie đã có 8 tháng chuẩn bị và đã triệu tập gần 80 cầu thủ, đặt mục tiêu thiết lập lối chơi mà ông mong muốn. Huấn luyện viên người Pháp, Chu Xie, đã thấu hiểu rõ sự quan tâm và áp lực từ dư luận đối với ông và đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua. Trong bối cảnh chuỗi trận đấu không tốt của tuyển Việt Nam tại FIFA Day tháng 10, việc mở bán vé cho trận đấu tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 gặp Iraq vào ngày 21 tháng 11 đã không nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Một số người hâm mộ có thể chờ đợi kết quả trận đấu với Philippines vào ngày 16 tháng 11 để quyết định liệu họ có nên tham dự sân vận động hay không. Chu Xie nhấn mạnh việc tập luyện là hoàn toàn khác biệt so với thi đấu chính thức. Trong quá trình chuẩn bị, đội tuyển đã tham gia 6 trận đấu giao hữu, giúp các cầu thủ hiểu rõ cách thi đấu trong môi trường thi đấu thực sự. Ông không chọn các đối thủ yếu để đảm bảo chiến thắng, mà thay vào đó chọn các đội mạnh hơn hoặc ngăn ngừa để đảm bảo rằng đội tuyển hiểu và thích nghi với các thách thức mới. Chu Xie và đội tuyển hiện hiểu rằng đã đến lúc mọi vị trí trên sân đã sẵn sàng cho trận đấu chính thức. Mặc dù không thể có đội hình mơ ước do một số cầu thủ gặp chấn thương, nhưng Chu Xie đã chuẩn bị kỹ lưỡng để sử dụng những nhân sự sẵn sàng trong trận đấu quan trọng này. Ông nhấn mạnh tập trung và sự sẵn sàng của đội tuyển, đồng thời khuyến khích tinh thần chiến đấu trong thời điểm quyết định của trận đấu chính thức.